Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu bạn tham gia một chương trình này góp là What to Lead nha bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn tham gia danh sách trắng để có cơ hội may mắn nhận được tham gia vào danh sách trắng để mua được token có ký hiệu là Tokyo Inu nha các bạn. Thì chương trình này góp này dành cho 50 người may mắn nha các bạn. Thì maximum các bạn chỉ mua được min tối thiểu là 1 BNB nha các bạn. Kèo này khá là ngon các bạn. Bạn nào mà trúng vào danh sách trắng cái là mua được token này là các bạn có thể ít từ 10 đến 100 tài sản các bạn. Ít khá đậm luôn các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở cái link form các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nữa. Rồi các bạn chép website nha tất các bạn. Rồi các bạn bấm vào click here này các bạn. Các bạn xem qua website nữa thôi các bạn. Rồi các bạn chỉ việc xem qua website nữa thôi các bạn. Nó có Google Maps đàng hoàng, lộ trình đàng hoàng nữa các bạn. Dự án này khá là bắt mắt các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi, mình đã nhận được ba tiết đây. Tiếp tục thì các bạn retweet. Rồi, các bạn nhấp vào đây các bạn retweet nha các bạn. Tôi cần là bấm official này, bấm like nè các bạn. Tất cả các bạn copy hết các tag này các bạn từ airdrop nè các bạn. Rồi, bạn chỉ dẫn cho tôi quyết username nó các bạn. Rồi các bạn chỉnh dẫn cho tôi quýt nè các bạn. Rồi các bạn gõ vào username đó nha các bạn. Là cộng Tokyo. Rồi các bạn dán hashtag vào nha các bạn. Để mình bỏ bớt rồi. Bạn nào mà lọt vào danh sách trắng dự án này là như bạn nói là như là ngon lắm nha các bạn. Các bạn mua thì mua thâu token này nó sẽ từ 10 đến 20 tài sản cho các bạn nha các bạn. Mình sẽ cập nhật danh sách sau các bạn. Rồi các bạn tự quyết xong thì các bạn bắt đáp lên nè. Rồi ta sẽ đứng máy vào. Wow. Rồi, các bạn tự quyết xong các bạn bấm vào continue nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào sell with and fin. Thì các bạn chỉ việc copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Rồi. Tiếp tục thì các bạn nhập vào địa chỉ BTC Scan Wallet nè. Thì các bạn mở địa chỉ chút wallet của mình các bạn. Các bạn bỏ ít phút ra làm dán này nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn copy địa chỉ Smart Chain, BNB Smart Chain tất cả các bạn nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Continue. Được mấy rồi, được sao rồi. Tiếp tục thì các bạn join vào Telegram group nữa nè. Click here nè. Tiếp tục trên cái Telegram nè các bạn join vào nha các bạn. Các bạn lướt cấp tra các bạn ơi. Rồi các bạn join sao các bạn. Đây nó lướt cấp tra, không gặp cấp tra thì bạn bắt đáp lại cho các bạn. Các bạn bấm vào continue nè các bạn. Được không? Ok được rồi. Tiếp tục click here daily boy nè. Các bạn nhấp vào nè các bạn. Rồi các bạn lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần nè các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình, tham gia danh sách trắng nhận tốc cần Tokyo đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.